Ở hoạt động 1, cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện bài tập 1 và bài tập 2. Ở bài tập 1, yêu cầu của bài tập 1 là viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Các con nhìn thấy gì nào? Bây giờ cô có một bài toán. Các con cùng với cô đọc bài toán nhé. Có chấm 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 bạn, có thêm chấm 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 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Yêu cầu của bài tập 1 là các con sẽ viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Các con hãy quan sát lên bức tranh trên màn hình và điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé. Cô sẽ dành cho các con thời gian để các con điền các chữ số vào chỗ chấm. Các con hãy bắt đầu làm nhé. Bây giờ, cô và các con chúng ta cùng kiểm tra lại kết quả nhé. Có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Như vậy ở đây, chúng ta sẽ điền chữ số 1 và chữ số 3. Bây giờ, cô mời tất cả các con hãy đọc lại bài toán 3 lần cho ba mẹ của mình nghe nhé. Có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Các con hãy đọc lại đề bài toán cho ba mẹ mình nghe 3 lần nhé. Cô mời các con thực hiện. Cô giới thiệu với các con. Có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Đây là bài toán có lời văn và cũng là bài học mà hôm nay các con sẽ học. Hôm nay chúng ta học bài toán có lời văn. Các con hãy quan sát lại bài toán của chúng ta. Có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Các con hãy quan sát bài toán và cho cô biết bài toán cho chúng ta biết điều gì? Đúng rồi, bài toán cho chúng ta biết có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài toán một lần nữa và các con hãy cho cô biết bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé. À, bài toán hỏi chúng ta hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Các con ạ, ở bài toán có lời văn, đề bài bao giờ cũng gồm có hai phần. Phần thứ nhất là từ đầu cho đến dấu chấm trước chữ hỏi. Đó chính là phần đề bài cho. Trong bài toán này, phần đề bài cho là có một bạn, có thêm ba bạn đang đi tới. Phần thứ hai là phần câu hỏi. Phần câu hỏi sẽ bắt đầu từ chữ hỏi và kết thúc ở dấu chấm hỏi. Cụ thể ở bài toán này là hỏi có tất cả bao nhiêu bạn? Từ đây về sau, khi các con gặp bài toán có lời văn, các con nhớ việc thứ nhất là đọc bài toán thật kỹ. Việc thứ hai là hãy xác định xem bài toán cho ta biết điều gì và bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé. Các con đã nhớ chưa nào? Các con sẽ vận dụng những điều vừa mới học để chúng ta bước vào bài tập số 2. Yêu cầu của bài tập số 2 là viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Các con cũng hãy quan sát thật kỹ lên màn hình nhé. Cô có một bức tranh. Và cô có bài toán có lời văn như sau. Có chấm 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 con thỏ, có thêm chấm 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 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Nhiệm vụ cô giao các con, hãy đọc lại bài toán này 3 lần cho ba mẹ của mình nghe nhé.
Giỏi lắm, bây giờ các con hãy quan sát tranh và viết các chữ số thích hợp vào chỗ chấm để chúng ta có một bài toán hoàn chỉnh nhé. Cô mời các con thực hiện. Nào, chúng ta cùng xem kết quả nhé. Và cô sẽ mời các con đọc lại cả đề bài toán với cô. Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Các con đọc lại đề bài toán 3 lần cho ba mẹ mình nghe nhé. Cô cảm ơn các con. Các con hãy quan sát lên bài toán mà các con vừa đọc cho ba mẹ của mình nghe. Các con hãy trả lời cho cô biết. Đề bài cho các con biết điều gì? Đúng vậy, đề bài cho chúng ta biết có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Đó cũng là phần thứ nhất trong dạng bài toán có lời văn, phải không các con? Vậy thì ở dạng bài toán có lời văn còn có phần thứ hai là phần bài toán hỏi chúng ta điều gì. Các con hãy đọc lại bài toán và xác định cho cô. Bài toán hỏi chúng ta điều gì nhé? Bài toán hỏi chúng ta, hỏi có tất cả bao nhiêu con thỏ? Vừa rồi, cô và các con đã cùng nhau hoàn tất bài tập số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán. Và cô cũng đã vừa yêu cầu các con xác định lại bài toán hỏi, bài toán cho chúng ta biết điều gì và bài toán hỏi chúng ta biết điều gì. Các con đã ghi nhớ hết những gì cô vừa giảng cho các con chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động 2. Chúng ta sẽ thực hiện hai bài tập còn lại là bài tập số 3 và bài tập số 4 nhé. Bài tập 3. Viết tiếp câu hỏi để có bài toán. Cô mời các con quan sát lên màn hình. Cô có một bức tranh. Cô có một bài toán. Bạn nào có thể quan sát giùm cho cô và cho cô biết đây là dạng bài toán gì không? À, đúng rồi, đây là dạng bài toán có lời văn mà ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Vậy trong bài toán cô đang chiếu trên màn hình, phần nào còn thiếu vậy các con? Đúng rồi, đó là phần hỏi của trong đề bài toán còn thiếu. Vậy thì cô sẽ giao nhiệm vụ cho các con. Các con hãy quan sát bức tranh, đồng thời đọc bài toán trên màn hình và dùng bút điền vào phần còn thiếu của câu hỏi nhé. Cô mời các con thực hiện. Cô mời các con xem đáp án nhé. Cô sẽ đọc lại cả bài toán. Có một gà mẹ và có 7 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? Các con lưu ý, đây là phần gợi ý của cô. Nếu bạn nào ghi là hỏi có tất cả bao nhiêu gà hoặc hỏi có tất cả mấy con gà đều sẽ được chấp nhận là đáp án đúng nha các con. Bây giờ, các con hãy đọc lại cả bài toán cho ba mẹ của mình nghe 3 lần nhé. Cô mời các con thực hiện. Các con vừa đọc lại bài toán cho ba mẹ của mình nghe. Vậy các con hãy cho cô Nhi biết, trong bài toán các con vừa đọc, bài toán cho các con biết điều gì? Bài toán cho chúng ta biết có một gà mẹ và có 7 gà con. Vậy bài toán hỏi chúng ta điều gì? Bài toán hỏi chúng ta hỏi có tất cả bao nhiêu con gà.
Như vậy là cô và các con vừa hoàn tất bài tập số 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay nhé. Bài tập 4. Yêu cầu của bài tập 4. Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán. Cô có một bức tranh và một bài toán chưa hoàn chỉnh. Nhiệm vụ của các con sẽ nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh bài toán cho cô nhé. Cô mời các con thực hiện. Bây giờ, cô mời các con cùng sửa bài với cô nhé. Có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến, hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Ở đây, cô lưu ý các con phải điền đúng chữ số 4 và chữ số 2. Còn ở phần câu hỏi, đây là gợi ý của cô, nếu các con viết là hỏi có tất cả bao nhiêu chim, hoặc hỏi có tất cả bao nhiêu con chim đậu trên cành, hoặc hỏi có tất cả mấy con chim, đều được chấp nhận là đáp án đúng nhé các con. Bây giờ, cô mời các con hãy đọc lại bài toán 3 lần cho ba mẹ của mình nghe nhé. Cô mời các con thực hiện. Các con vừa đọc bài toán cho ba mẹ của mình nghe. Vậy các con hãy giúp cô xác định trong bài toán các con vừa đọc, bài toán cho con biết điều gì và bài toán hỏi các con điều gì nhé. Bài toán cho chúng ta biết có 4 con chim đậu trên cành, có thêm 2 con chim bay đến. Bài toán hỏi chúng ta, hỏi có tất cả bao nhiêu con chim? Như vậy là cô và các con đã vừa cùng nhau học xong bài học ngày hôm nay. Các con hãy xem lại bài học một lần nữa và chuẩn bị bài học kế tiếp là bài giải toán có lời văn nhé. Cô chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Và ngày hôm nay, cô có một món quà dành cho các con. Các con hãy đón nhận món quà và hãy cùng thực hành theo món quà cô gửi tặng các con nhé. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở các tiết học lần sau. Bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng chà tới chà lui, chà bên trái rồi chà bên phải, cùng chà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ và bước số 2, chà bên ngoài cùng bán kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngón sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải, nếu làm xong thì qua bước 4. Cùng làm bước cuối cùng.